Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thế giới xảy ra nhiều sự kiện gây chấn động. Ví dụ như vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra tại Nigeria khiến cho 20 người thiệt mạng, hay vụ tấn công bằng dao tại Trung Quốc xảy ra ở nhà trẻ mẫu giáo. Thông tin chi tiết sẽ mở đầu cho cụm tin vắn thế giới ngay bây giờ. Ngày 10 tháng 7, cơ quan quản lý giao thông bang Lagos, viết tắt là LASMA, bang Tây Nam của Nigeria, cho biết 20 người đã thiệt mạng khi một xe buýt đâm vào xe ben. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của LASMA, ông Tafi Adebayo, xác nhận chiếc xe buýt chở 20 người đã đâm vào xe ben chở cát trên đường cao tốc Lagos-Badari, đoạn gần thị trấn Mogo của bang Lagos. Xe buýt đã đâm vào xe ben, khiến toàn bộ 18 hành khách cùng với tài xế và phụ xe thiệt mạng, tài xế xe ben may mắn không bị thương tích. Thi thể các nạn nhân hiện được gửi tại nhà xác. Tối ngày 10 tháng 7, một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Đông Sri Lanka, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Theo người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka, ông Niho Thadua, tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang di chuyển từ thị trấn Polonnaruwa thuộc tỉnh Bắc Trung tới thị trấn Kathakudi thuộc tỉnh Đông. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế lái ẩu. Truyền thông địa phương Tây Ban Nha cho biết, tính từ ngày 7 tháng 7 đến nay, đã có 10 người đã bị thương khi chạy đua với bò tót, một hoạt động trong lễ hội San Fermin ở thành phố Pablona, miền bắc nước này. Rất may, tất cả mọi người đều chỉ bị thương nhẹ. San Fermin là một lễ hội náo nhiệt và mạo hiểm kéo dài trong 9 ngày có truyền thống lâu đời ở Tây Ban Nha. Một trong các hoạt động truyền thống là giải chạy đua với bò tót, thu hút hàng nghìn người địa phương và du khách tham gia. Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc thông báo đã bắt nam nghi phạm Ngô Mỗ Kiệt, 25 tuổi, thực hiện vụ đâm dao trong trường mẫu giáo ở huyện Liêm Giang, phía nam tỉnh này lúc 7 giờ 40 phút, tức 6 giờ 40 phút giờ Hà Nội ngày 10 tháng 7. Người dân địa phương cho hay nghi phạm mang dao xông vào trường tấn công, khiến ít nhất 6 nạn nhân thiệt mạng, trong đó một số người bị đâm gục ở cổng trường. Ngô bị bắt sau khoảng 20 phút gây ra tội ác. Người phát ngôn chính quyền Liêm Giang cho biết nạn nhân thiệt mạng gồm một giáo viên, hai phụ huynh và ba em nhỏ, một người bị thương. Cảnh sát đang điều tra động cơ của nghi phạm.